Cuộc sống thành thị ít có khả năng tiếp cận với không gian xanh hoặc các nguồn nước có hại cho tim của bạn. Theo phân tích nghiên cứu từ trường y học Feinberg của Đại học Northwestern, những người tham gia có khả năng tiếp cận hạn chế với những không gian này, đặc biệt là những người sống ở các khu dân cư có điều kiện kinh tế thấp hơn, có nguy cơ mắc bệnh vôi hóa mạch vành cao hơn. Vôi hóa mạch vành có thể là dấu hiệu sớm của bệnh tim, có thể dẫn đến đau tim. Nghiên cứu dài hạn phát hiện ra rằng mối liên quan này rõ rệt nhất ở những người da đen sống ở các khu dân cư có thu nhập thấp. Mặt khác, việc tiếp cận với thiên nhiên thực sự tác động đến sức khỏe, có thể làm chậm quá trình lão hóa sinh học. Môi trường có lợi này cũng có nhiều oxy hơn, không khí trong lành hơn, và tôi nghĩ điều quan trọng nhất là thúc đẩy tương tác xã hội của họ, giúp họ hoạt động thể chất, và tất cả những yếu tố này có thể thúc đẩy hệ thống miễn dịch của bạn. We're going to get a little closer to the water. Kết quả nghiên cứu không làm Heidi Snyder-Pan, một nhà trị liệu tại Maryland, người thường xuyên tiến hành các buổi trị liệu cho khách hàng trong bối cảnh tự nhiên, ngạc nhiên. There's so much evidence to support that when có rất nhiều bằng chứng ủng hộ rằng khi cơ thể con người kết nối với thế giới tự nhiên, hệ thần kinh giao cảm của chúng ta sẽ thấp hơn, huyết áp thấp hơn, cho nên cơ thể phản ứng rất tốt với môi trường yên tĩnh của tiếng chim hót, âm thanh của nước và cây cối. Nghiên cứu đã theo dõi gần 3.000 người trong 25 năm, từ khoảng năm 1985 đến năm 2011. Các tác giả nghiên cứu kết luận rằng, việc ở ngoài trời thường có nghĩa là mọi người tập thể dục nhiều hơn. Điều này tốt cho sức khỏe tim mạch. Điều đó hoàn toàn hợp lý với Cyberpunk. Khi con người ở ngoài trời, nơi vốn là môi trường sống ban đầu của chúng ta có xu hướng hoạt động thể chất nhiều hơn. Đó là những gì cơ thể con người cần. Cho nên có rất nhiều lợi ích về tim mạch cho việc đó, chỉ cần hoạt động nhiều hơn. Nhưng rồi cũng có tất cả những lợi ích khác, chỉ từ âm thanh của thiên nhiên, nước và chim chóc, phải không? Tác giả nghiên cứu Hu cho biết phân tích của bà cung cấp bằng chứng khoa học rằng sẽ có lợi cho chính phủ và các nhà quy hoạch thành phố nhằm tìm ra cách cải thiện khả năng tiếp cận các không gian xanh lá và xanh lam chất lượng, đặc biệt là ở những khu dân cư nghèo khó.